Trân trọng kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình tin tức của Sài Gòn TV trên băng tần 57.5 qua sự trình bày của Hương Thơ và Đức Vượng. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Năm, 31 tháng 8 năm 2023. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới bắt đầu với Đức Vượng. Bắt đầu phần tin thế giới hôm nay là tin đến từ Nam Phi. Cháy tòa nhà 5 tầng tại Nam Phi, ít nhất 73 người thiệt mạng. Hãng tin AFP trích dẫn thông báo của cơ quan quản lý khẩn cấp của thành phố Johannesburg cho hay ít nhất 73 người chết và hơn 43 người bị thương do hỏa hoạn bùng phát vào lúc 1 giờ rưỡi sáng ngày hôm nay 31 tháng 8 tại một tòa nhà 5 tầng cũ nát ở thành phố Johannesburg. Lực lượng cứu hỏa đã dập tắt được ngọn lửa. Các hoạt động tìm kiếm nạn nhân vẫn đang được thực hiện. Cho tới nay, vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ hỏa hoạn này. Phát ngôn viên của cơ quan quản lý khẩn cấp Johannesburg là ông Robert Mulagi nói với đài truyền hình địa phương ENCA như sau. Con số thương vong theo dự kiến sẽ còn tăng thêm. Có thể còn nhiều người đang bị mắc kẹt bên trong khi đám cháy bùng lên. Tòa nhà cũ nát 5 tầng này nằm trong khu vực từng là một quận hạt thương mại của thành phố Johannesburg và đang được biến thành nơi ở không chính thức. Các nhân chứng kể lại, ít nhất 200 người sinh sống trong tòa nhà này, phần lớn là họ cư ngụ trái phép. Tình trạng cư ngụ trái phép trong các tòa nhà cũ nát không phải là điều xa lạ ở Nam Phi. Thậm chí một số tòa nhà còn được cho là nằm dưới sự kiểm soát của các tổ chức tội phạm. Và bọn chúng đã cho những người cư trú bất hợp pháp thuê cũng như thu tiền những người này. Nhật báo The Guardian trích dẫn thông tin từ kênh tin tức địa phương Time Life cho hay đây đã là tòa nhà cũ nát thứ tư bị bốc cháy trong vài tháng gần đây. Hoa Kỳ kêu gọi công dân ngay lập tức rời khỏi Haiti. Do tình hình an ninh và những thách thức hạ tầng cơ sở hiện tại, công dân Hoa Kỳ ở Haiti nên rời khỏi nơi đây sớm nhất có thể bằng phương tiện thương mại hoặc tư nhân. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Haiti mới ra thông báo như trên. Hiện thì chưa rõ số lượng công dân Hoa Kỳ sống ở Haiti. Theo Đại sứ quán Hoa Kỳ, nhiều hãng hàng không và công ty cho thuê máy bay đang cung cấp các chuyến bay khởi hành từ thủ đô Port-au-Prince và thành phố Cape Haitian. Những chuyến bay này thường hết chỗ rất nhanh. Công dân Hoa Kỳ muốn khởi hành từ Port-au-Prince nên theo dõi thông tin địa phương và chỉ lên đường nếu cảm thấy an toàn. Đại sứ quán Hoa Kỳ lưu ý thêm, tình hình an ninh tại Haiti, đặc biệt là Port-au-Prince, đã trở nên nghiêm trọng trong những tháng gần đây. Các băng đảng trỗi dậy mạnh hơn từ sau vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moïse vào tháng 7 năm 2021 và đang kiểm soát khoảng 80% thủ đô Haiti. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Haiti đã phải đóng cửa tạm thời vào đầu tháng do bạo lực băng đảng lan rộng. Vào cuối tháng 7, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đề nghị nhân viên không thiết yếu tại đại sứ quán cùng gia đình rời nước này, phát khuyến cáo không di chuyển đến Haiti, nhấn mạnh nguy cơ sẽ bị bắt cóc. Hoa Kỳ cũng đã ủng hộ kế hoạch của Liên Hiệp Quốc về việc điều động lực lượng cảnh sát đa quốc gia đến Haiti. Lực lượng này sẽ có nhiệm vụ chấn áp các băng đảng, chủ yếu ở Port-au-Prince. Sang qua Ukraine, Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho hay ông đang thanh tra các ủy ban quân y trên cả nước và kiểm tra lại những kết luận của các ủy ban đó về những trường hợp khuyết tật hoặc là không đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ sau ngày 24 Tây tháng 2 năm 2022, tức là thời điểm mà Nga đem quân xâm lược Ukraine. Theo Tổng thống Zelensky cho hay, số người được miễn đăng lính vì lý do y tế được các ủy ban quân y tại một số địa phương đưa ra tăng gấp 10 lần kể từ khi chiến sự nổ ra. Ông nói như sau, những quyết định này hoàn toàn là hành vi tham nhũng. Và ông khẳng định rằng ít nhất vài ngàn người đã ra nước ngoài nhờ hối lộ cho các nhân viên tuyển mộ để có giấy xác nhận là họ không đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ. Trước đó, cơ quan an ninh của Ukraine thông báo họ đang điều tra người đứng đầu ủy ban quân y của tỉnh Kiev là người bị nghi là đã nhận hối lộ để cấp giấy chứng nhận sức khỏe giả mạo cho 50 thanh niên trốn nhập ngũ. Giới chức nói trên cùng với 5 người khác cùng tham gia đường dây chạy trốn nhập ngũ này hoặc là đã đào tẩu ra nước ngoài. Hôm 26 tháng 8, cơ quan an ninh của Ukraine cũng đã bắt giữ 4 viên chức tuyển quân và ủy ban quân y tại các địa phương với cáo buộc là những người này tiếp tay cho các hành vi trốn nhập ngũ. Theo cơ quan này, thì những người này phải bỏ ra tới 10.000 Mỹ Kim để đổi lấy giấy chứng nhận giả
cho biết rằng họ không đủ điều kiện sức khỏe để nhập ngũ. Hôm 11 tháng 8 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã cách chức toàn bộ các giới chức tuyển mộ cấp tỉnh của quốc gia này. Đoàn tàu chở tên lửa Nga đến Belarus. Một đoàn tàu chở ít nhất là 10 tổ hợp tên lửa chiến dịch chiến thuật Iskander-M xuất phát từ làng Kapustinya của Nga để đến ga Asipovichi, tỉnh Mogilev của Belarus. Theo thỏa thuận khai triển vũ khí chiến thuật giữa Moscow và Minsk, trang tin giám sát quân sự độc lập Belarusky Hajun cho hay, Iskander-M dường như đã được đưa vào biên chế của lực lượng vũ trang Belarus và đây chưa phải là chuyến tàu cuối cùng chở tên lửa Iskander của Nga đến Belarus. Iskander-M là tên lửa đạn đạo cấp chiến dịch, chiến thuật hiện đại có khả năng tấn công các mục tiêu có kích thước nhỏ trong phạm vi lên đến 500 cây số. Ngoài ra, Iskander-M có thể mang cả đầu đạn thông thường cũng như đầu đạn nguyên tử đủ sức phá hủy một tòa nhà và tàu chiến. Trong một diễn biến liên quan, theo trang Belarusky Hajun loan tin đầu tuần này, một đoàn tàu chở binh sĩ Nga đã đến Belarus để chuẩn bị cho cuộc tập trận chung của Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể Liên minh gồm có Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Tajikistan. Cuộc diễn tập dự kiến diễn ra từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 9 với sự tham gia của khoảng 2.500 binh sĩ. Đây là đoàn tàu chở quân thứ hai của Nga đến Belarus. Trước đó, một đoàn tàu đã đến hôm 18 tháng 8. Hiện tại ước tính Nga còn khoảng 2.000 binh sĩ đồn trú tại nơi đây. Trở lại với Ukraine, hai chiếc trực thăng bị rơi và 6 viên phi công của Ukraine bị thiệt mạng cùng lúc gần với thành phố Bakhmut. 6 viên phi công thuộc lữ đoàn không quân của độc lập số 18 đã bị thiệt mạng khi họ làm nhiệm vụ chiến đấu trên hướng Bakhmut. Tất cả đều mang quân hàm sĩ quan. Lễ an táng của những người này sẽ được tổ chức tại thành phố Poltava trong ngày 31 tháng 8. Phát ngôn viên của lữ đoàn 18 là Jeff Han Rakita cho hay, danh tính của các phi công và chi tiết về sự việc sẽ không được tiết lộ vì lý do an ninh. Theo trang tin Ukrainska Pravda, thì 6 viên phi công cùng lúc bị thiệt mạng khi hai chiếc trực thăng MiH của lữ đoàn 18 bị rơi gần Kramatorsk, là thành phố chiến lược nằm cách chiến tuyến khoảng 30 cây số. Những chiếc máy bay này đã bị phá hủy hoàn toàn. Thi thể của 6 viên phi công được tìm thấy. Tuy nhiên, giới truyền thông tại Ukraine không cho biết rằng hai chiếc trực thăng nói trên bị bắn rơi hay là đụng nhau trên không trung trong lúc di chuyển. Lữ đoàn số 18 đóng quân tại căn cứ Poltava ở miền trung của Ukraine gồm hai phi đội vận hành trực thăng vận tải đa dụng Mi-2, Mi-8 và một phi đội trực thăng vũ trang Mi-24. Đơn vị này còn có một phân đội trực thăng cho nhiệm vụ gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh từ chức. Theo hãng tin AP vào ngày 31 tháng 8 cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Ben Wallace đã nộp đơn từ chức. Ông cũng sẽ không ra tranh cử đại biểu quốc hội trong cuộc bầu cử toàn quốc sẽ diễn ra vào đầu năm 2025. Cùng ngày, chính phủ Anh tuyên bố Bộ trưởng Bộ An ninh Năng lượng Grant Sharp sẽ thay ông Wallace lãnh đạo Bộ Quốc phòng. Thông báo từ chức của ông Wallace được đưa ra sau khi ông công khai nguyện vọng rời nhiệm sở vào giữa tháng 7 và khẳng định quyết định từ chức xuất phát từ những ảnh hưởng tiêu cực mà chính trường đã gây ra với gia đình của ông. Trong thư từ chức, thì ông Wallace đã gửi lời cảm ơn đến Thủ tướng Anh Sunak, đồng thời không quên nhắn nhủ chính phủ Anh tiếp tục tăng chi tiêu cho quốc phòng. Tuy nhiên, hãng tin Reuters nhận định quyết định nghỉ việc của ông Wallace ít nhiều có liên quan đến việc ông không giành được vị trí Tổng thư ký NATO. Ông Wallace từng bày tỏ nguyện vọng đảm nhiệm vị trí này khi Tổng thư ký đương nhiệm là ông Jens Stoltenberg kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 9. Ông cũng đã là ứng viên được Anh đề đạt cho vị trí này. Tuy nhiên, ông không giành được sự ủng hộ của Hoa Kỳ và nhiều nước đồng minh lớn. Trở lại với châu Âu, chính phủ Anh Quốc đặt ra mốc thời gian mới về việc kiểm soát biên giới đối với hàng hóa đến từ khối Liên hiệp châu Âu. Kể từ ngày 31 tây tháng Giêng năm 2024, Vương quốc Anh sẽ áp dụng giấy chứng nhận y tế cho các loại hàng hóa nhập cảng là sản phẩm từ động vật, sản phẩm từ thực vật và thực vật có độ rủi ro trung bình, cũng như thực phẩm, thức ăn chăn nuôi có nguồn gốc phi động vật đến từ khối Liên hiệp châu Âu. Văn phòng của Nội các Anh Quốc cho hay, quy định về giấy chứng nhận y tế này nhằm để bảo vệ cho Anh Quốc được tốt hơn trước các mối đe dọa về sự an toàn sinh học, hướng tới việc thiết lập hệ thống kiểm tra biên giới tiêu chuẩn toàn cầu.
việc kiểm tra trên thực tế, nhận dạng tài liệu và rủi ro các sản phẩm kể trên sẽ bắt đầu từ tháng 4 năm 2024. Việc khai báo an ninh an toàn đối với các loại hàng hóa nhập cảng từ khối Liên hiệp châu Âu sẽ được thực hiện từ tháng 10 năm 2024. Theo Văn phòng Nội các của Anh Quốc, thì mốc thời gian mới sẽ giúp cho các bên liên quan có thêm thời gian để chuẩn bị. Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Anh Quốc là bà Lucy Neville-Ruff nhận định rằng hướng dẫn mới sẽ bảo đảm cho các công ty giao thương được hiệu quả hơn và bảo vệ trước mối đe dọa vấn đề an toàn sinh học, cũng như trấn áp nạn buôn lậu súng đạn cũng như buôn bán ma túy. Chính phủ Anh Quốc cũng kỳ vọng các biện pháp kiểm soát biên giới sẽ tác động không đáng kể đến mức lạm phát lương thực, ước tính ở con số là dưới 0.2% trong vòng 3 năm. Một bản tin hy hữu nói về 5 triệu con ong đổ xuống đường phố Toronto. Theo AP, một chiếc xe bán tải chở khoảng 5 triệu con ong trong các thùng bằng xe kéo, thì bất ngờ các thùng trượt xuống lòng đường ngay phía bắc phố Dundas, Burlington, Toronto. Sự việc hy hữu này xảy ra vào ngày 30 tháng 8, làm cho khoảng 5 triệu con ong được thoát ra bay loạn xạ khắp khu vực giao lộ gần đó. Theo người dân địa phương, cảnh tượng khá hãi hùng khi những chiếc thùng nằm trên đường và lượng lớn ong bao quanh trên đường. Để bảo đảm an toàn, cảnh sát đã kêu gọi những người lái xe hơi đi ngang qua khu vực phải đóng cửa kính và yêu cầu người đi bộ tránh xa khu vực này. Ngay sau khi cảnh sát thông báo tình hình, một số người nuôi ong địa phương đã đề nghị đến hiện trường để giúp đỡ. Cảnh quay từ trên cao cho thấy nhiều người mặc đồ nuôi ong màu trắng đang đặt hàng chục chiếc thùng trở lại xe kéo. Không có thương tích nghiêm trọng nào được báo cáo, nhưng có một trong những người nuôi ong đầu tiên đến hiện trường đã được nhân viên y tế kiểm tra sau khi bị ong đốt khá nhiều lần. Phần lớn số ong đã được dọn sạch khỏi khu vực. Cảnh sát cho biết vẫn để lại một số thùng cho những con ong mà họ không thể nào bắt được. Họ hy vọng là những con ong trốn thoát sẽ quay trở lại các thùng một cách tự nhiên và những người nuôi ong sẽ đến và thu thập chúng. Hiện tại thì cảnh sát vẫn đang yêu cầu người đi bộ và người đi xe đạp tránh xa khu vực nói trên. Đến đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi vài thông tin thương mại đã bảo trợ cho đài và sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ. Xin quý vị tiếp tục theo dõi.